Kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê. Buổi tối đó thì cổ cũng thách con á, quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải một tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Người ta tâm em rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Với lại cái người mà mình thương dính miệng con nữa cô. Không chịu dính. Thế là hôn hả? Chưa kịp dính thì rút ra bà rồi. Vậy hả? Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, đâu có chủ động, không có dám. Anh hiền, anh sợ, anh về chừng. Anh cũng sợ có bầu, rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở? Dạ, ở khách sạn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn con ẻo lả, con sợ ổng bị về mở dân tới nhận mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. Đi về. Dạ đi về. Cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về, cái chiều cao về là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mốt đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn. Chứ không có sai. Rồi mời con. Dạ con tên Nhi ạ. À. Nay con 25 tuổi. Hiện tại con ở nhà nội trợ. Với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô. Với lại màu ảnh. Dạ. Trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên cho nên là mới quen được chồng con. À. Ngày xưa chắc là con mê trai quá nên mới gặp ổng. Dạ, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như trai hàng quỷ vậy, ghi quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đoàn, anh nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy kiểu thấy sao dễ thương, không biết là có người yêu chưa. Xong mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Đó, em cũng xinh gái mà thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy cậu Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá cho nên là con, cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có chưa nghĩ tới là sẽ tiến xa hơn, đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng kiểu như hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Mà sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Con tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, hãy nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi, nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi chưa từng biết vậy đó. Lo con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ. Đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á, kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ, không phải là không chấp nhận nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Không à. Cũng kiểu như là mình quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á, không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc, cứ trèo kéo như vậy. Ồ. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Thì lúc đó là con, cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá hơn, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. À cho nên phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ ảnh đã thương mình rồi cho nên ảnh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là
khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên là đó là kiểu như là con thử thách ảnh á. Con mới cắt đứt hết mọi thứ. Thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá à. Rồi kêu nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn. Rồi mấy ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt, em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thật sự là tốt, cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn, thì bắt đầu mình mới sợ. Mình chưa quán liền đúng không? Ừ. Mình chưa kịp có chứ, 4-5 tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không, nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn, thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có tỏ tình, nhắn tin là yêu anh đi đó, yêu gì đó. Có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ có gặp nhau đó, đi chơi gặp. Nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê. Buổi tối đó thì cổ cũng thách con á. Quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Như vậy mà cái người mà mình thương mà. Không dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính luôn. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà vậy. Là phước quá à. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, không có chủ động, không có dám. Anh hiền, anh sợ, anh dè chừng. Anh cũng sợ có bầu, rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới, cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở đâu? Ở nhà hay là ở... Dạ, ở khách sạn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ẻo lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về, thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. Đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy hả? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy con. Trời ơi con ơi. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Ví dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Dụ. Có rất nhiều cặp vợ chồng coi như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn. Cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn xe về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai mà với một chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng truyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợt là vôi rửa rớt xuống mẻ luôn mẻ nhập. Bây giờ con thấy đầu đúng đúng máu và đỏ rồi. Vậy còn thẹo không? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó anh không để ý, mới về anh không để ý, một ngày đụng 4-5 lần cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó, không hết, không một cục luôn. Anh cũng tự ti về cái chiều cao của mình, tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy. Cái ảnh mới kêu ủa cao chứ mắc gì chửi con. Kiểu như quê ta hay dạ, cái câu cửa miệng mà đâu đấy ai cũng nhìn. Rồi các con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ,
thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy, lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu quá, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi. Con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi, còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa, cho nên là con phải mổ. Lúc đó là con rất là sợ luôn, tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi. Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn, thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không còn gì hết. Ba sao? Ba con và ba dưỡng thôi. Có gia đình riêng rồi dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng rất khó khăn, nó mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong là chồng con phải đi giao hàng nữa chứ không phải. Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không, nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt. Lúc mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn, tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi ở nhà với ảnh, F0 con phải lo hết. Phòng trọ nó nhỏ nữa, là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít, nhưng mà con không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sanh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thực sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm. Cái mức mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách, là làm hết tất công việc nào mà làm có tiền thì vợ chồng con rất là thương chồng của con. Chồng của con phải gánh 4-5 công việc một lần mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Còn mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà. Còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Dạ. Anh phải giao hàng thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền chợ, mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được, còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải trên 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho cả tính ba tiền người. Tính nhà cửa nữa đúng không? Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết, và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tác bi đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con, 12 giờ đêm mà vẫn chưa về, đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con, thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi, rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á, nhưng mà đôi lúc á thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi, chồng gì mà không ghen sao được con. Ha con ha, con ha. Nhưng mà ổng nói chung là cũng có kiểu dị dị như vậy nè. Nó sợ gì nữa ta, đúng không? Sợ gì, ông ghen, trời ơi, ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng vậy. Hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai với lại hiền nữa. Không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì, mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình, người ta cũng dành về. Với lại cao cao thì ghen không? Không ghen, nó ghen mà ghen đúng không hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn, nhưng mà
kiểu như quản lý ấy cô. Sao là quản lý sao? Vậy đó. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời ở đâu. Là... con không cần phải chối cái chuyện đó à. Bởi vì sao đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen. Chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Là... ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà. Kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin rất thích. Nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn. Mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á. Nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á. Thì mình nhìn á thì mình mắc cười. Nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à, em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy. Em thì con mà con hỏi lại em đẹp gái không? Đẹp thì thôi đẹp kiểu như thôi, là con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút, mặc cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao, nhiều khi mặc đồ đẹp là sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó dạ, con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ anh mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con thấy con không? Đi đóng phim mà thấy không? Con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng. Không mâu thuẫn, mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm, tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi, tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy. Vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó. Chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lè lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác rồi. Người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không? Ngoài cái ghen ra. Thật sự con rất là thương ảnh nên con thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút. Kiểu làm cho mình hơi khó chịu nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được. Tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà, nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc. Nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền, đây cũng sẽ có những tháng rất là hụt, hai vợ chồng đâu có tiền đâu. Anh cũng rất là lo nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì em biết mà. Đi làm rất là khổ, đi từ 2-3 giờ sáng người ta gọi mình đi, mình cũng phải đi, mình cũng phải bỏ con mình đi. Con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa. Tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình, anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á. Tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó. Giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi. Cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á. Cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được. Bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó à, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không. Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh. Hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình lần sau.